Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa dendrochop rất là đẹp để các cô chú anh chị mình sưu tầm bổ sung vào bộ sưu tập hoa lan chớp của mình. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Thì số này em cứ sử dụng Zalo, cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan, giao lưu mua bán các cô chú anh chị. Mặt hoa em đang cho các cô chú anh chị mình xem, đây chính là cái mặt hoa của cây vàng đỏ nghịch không tên số 8. Vàng đỏ nghịch không tên số 8 nha các cô chú anh chị. Một cái khuôn hoa là cực kỳ đẹp các cô chú anh chị, nói chung rất đẹp. Hoa nở ổn định. Khuôn hoa tròn đẹp. Tròn đẹp. Hoa đẹp rồi cây nó cũng rất là lực luôn các cô chú anh chị. Cây rất là lực, rất là đẹp luôn. Rồi, vô hình cây thực tế luôn. Ở clip bán hàng này thì Hoa Lan Quang Minh sẽ giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là bốn cái hình cây của không tên số 8 và hai cái chậu cam Lửa Thuận. Hôm qua em có lên clip một số cây cam, cam Danh Trần, cam Vinh Nguyễn, cam Lửa Thuận thì đã bán hết rồi. Clip ngày hôm qua gần như là đã bán hết, bán lấn ngoài thì mấy cây cam nữa. Rồi bây giờ vô hình cây thực tế các cô chú anh chị, đây là bốn cái hình cây của cây không tên số 8. Rồi bây giờ để em đo cho nó cho cô chú anh chị mình xem nó được bao nhiêu sen cái rồi bắt đầu đi vô hình cây thực tế nha. 26 cm. Cô chú anh chị mình thấy không? 26 cm. Đây. Cái cọng này 26 cm. 26 cm. Rồi, cái mầm con bao nhiêu đây? Cái mầm con này cái mầm con này nay được là 11 cm rồi nè các cô chú anh chị. Mầm con là 11 cm nha. Đó, mầm con này nó đang lớn, đang mở lá, đang phát triển rất là ok nè. Cô chú anh chị mình xem cái vàng lá của nó rất là mướt nha các cô chú anh chị, mướt rượt luôn. Cây này cũng đã từng cho hoa bối rồi. Đây thì cái cây một cọng mẹ một cọng con, còn cái mầm gốc còn lại là nó đã sáng rồi. Nó cũng sẽ lên trong thời gian tới. Mắt gối sáng theo luôn rồi. Từ từ là nó sẽ lên hết. Đây, không tên số 8, mã số 1. Mã số 1 2000K nha các cô chú anh chị. Nói chung thì cây mặt hoa giống nhau nhưng mà cây lớn thì giá tiền lớn, cây nhỏ thì giá tiền nhỏ các cô chú anh chị. Mã số 1 2000K nha. Cây này rất khỏe, rất lực luôn. Rồi. Bây giờ rồi. Cái này là mã số 2, nên lại ghi cho số 2 cái này. Đây là cái mã số 2 các cô chú anh chị. Con cầm cái máy để sửa cái này nãy quên sửa. Rồi là mã số 2. Mã số 2 là 1600 nha các cô chú anh chị. Mã số 2 1600K. Thì đây là cái chậu nó có một mẹ già và hai con thơ. Đây các cô chú anh chị, đây là em là chỉ tính tiền hai cái cọng tơ này thôi, còn cái thân già thân mẹ là coi như không có tính tiền, là tặng. Này là bán con tặng mẹ là có thật nè. Cái này là do là cô chú anh chị biết là mấy cái tháng trước là nắng nhiều quá là dẫn đến là cháy cái đầu lá, nắng quá mà nó cháy đầu lá luôn á, nên là cắt lại cho nó dễ nhìn chút xíu. Cây thuần chậu, ấm chậu, ngon lành, cành đào hết trơn. Rồi bây giờ để em đo coi nó được bao lớn nha. Đây cô chú anh chị em thấy là 11 cm nè,
ha, 11 xăng. Cái cộng bên đây là 11 xăng. Thân lá rất ok, ngon lành nha. Mứt rượt luôn nha các cô chú chị. Bóng loáng luôn. Rồi còn cái mầm còn lại bên đây là bao nhiêu đây? Cái mầm còn lại bên đây là nó được 8 xăng. 8 xăng thì yếu miếng. Rồi mình đọc cho nó tròn vậy đi. Đó, thân lá rất là ok nè. Đây. Đó. Còn cái thân mẹ này nó còn lên được cái khi nào hay không thì cái chuyện đó là tùy duyên nha các cô chú anh chị. À, tùy duyên. Mã số 2 1.600k. Rồi tiếp tục là mã số 3. Mã số 3 là 1.100k. Số 8 1.100k. Đây, đang lên một mầm gốc. Mầm còn mắt còn lại là bên đây là còn green nè, chưa lên. À, cô chú anh chị mình thấy cái dàn, cái đế của nó, cái dàn rễ của nó hấp dẫn chưa? À, đây cô chú anh chị mình thấy là cái cộng này là nó được 17 xăng nè. 17 xăng ha. 17 xăng. Cái dàn đế rất chất lượng nha các cô chú anh chị. Không tên số 8. À, lá chà bá không luôn. Ừ. Bản lá nó cũng to lắm, để đo ra nhiều nè. Gần 6 xăng nè. Đó, bên đây là 5 xăng. Bản lá nó to, còn cái lá dưới hả? Lá dưới nó mới chất lượng. Này, lá dưới nó gần 6 xăng luôn nè các cô chú anh chị. Đó. Cái bản lá rất là khỏe, rất là to nha các cô chú anh chị. Cây rất là lực. Không tên số 8, mã số 3, 1.100k. À, quá là lực luôn nha. Cái thân nó chất lượng luôn các cô chú anh chị. Rồi, mã số 4. Mã số 4 của cây không tên số 8, 1.050.000. À, 1.050.000. À, đây, đó. Đây các cô chú anh chị. À, cây này đó nó cũng là 17 xăng nè các cô chú anh chị. 17 xăng. À, 17 xăng. À, cái cây này thì nó nhỏ hơn cây kia chút xíu. Đây, em để hai cây kế bên cho cô chú anh chị mình so sánh. Cái chiều cao là bằng nhau. À, nhưng mà cái cây nó yếu lực hơn xíu. Đây. Cái dàn đế yếu xíu thôi chứ còn cũng không có yếu nhiều. Đây, cây này cũng thuần chậu nhưng mà chưa có lên mầm gốc thôi. Là chuẩn bị lên thôi. Chạy cái cây này là trong vòng khoảng một tuần nữa là em bảo đảm sẽ lên mắt gạo, mà hột gạo, hột bắp liền. Cây rất là liền lạc, lá đẹp, không tì vết luôn. À, nó yếu lực hơn xíu nên nó rẻ hơn chút xíu. À, nó rẻ hơn xíu thôi. À, là đây nè, cho cô chú anh chị mình xem lại là bốn cái hình cây của cây không tên số 8 nha. Bốn hình cây của không tên số 8. Rồi. Rồi bây giờ qua một cái cây khác. Thì ở cuối clip thì em còn hai cây. Em còn hai cây nha. Hai cây đều là cam lửa thuận. À, hay gọi vắn tắt nó là cam thuận. Chứ đúng tên của nó là cam lửa thuận. À, đây là một dòng cam. À, đây em có hai cây cam để giới thiệu các cô chú anh chị mình. Cam này hoa đẹp lắm nha các cô chú anh chị. Nói chung giá này thì cũng rất là bình dân để các cô chú anh chị mình dễ dàng sưu tầm. Rồi bây giờ để em đo cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây, cô chú anh chị mình thấy là cái mầm tơ nó là 11 xăng rồi nè. Mầm tơ 11 xăng. Mẹ bao nhiêu? Mẹ là 23 xăng. Mẹ 23 xăng. Ở bên đây còn một cái mầm gốc nữa nhú lên luôn rồi. Đây, mầm gốc nhú lên rồi. Ừ, cây này cũng đã từng cho hoa rồi nha. Đây. À, đẹp tuyệt vời luôn nha các cô chú anh chị. À, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, tiếp theo. Mã số cuối cùng là mã số 6. À, mã số 5 nãy giới thiệu giá chưa không biết. Mã số 5 giá của nó là 2.000 nha các cô chú anh chị. Mã số 5 giá nó là 2.000k. Còn mã số 6 là giá của nó là 1.100. À, cây nhỏ giá nhỏ, cây lớn giá lớn. Rồi, cũng để đo để cô chú anh chị mình thấy nó bao nhiêu. Đây,
cái cộng này là 7 xăng hơn. À, 7 xăng hơn. Còn cái cộng này là 10 xăng. À, mẹ là 10 xăng nè. Ủa, cái cộng tơ là 10 xăng. Cộng tơ là 10 xăng, đã đứng ngọn. Đã đứng ngọn. À, đây cái gốc, cái đế đít chờ bá luôn. Cái này là đẻ con là bảo đảm là bao khỏe bao lực luôn. Bên đây là một cái mầm gốc đang u lên luôn nè. Là chuẩn bị lên, tại vì cái cộng này nó đứng ngọn rồi là cộng này chuẩn bị lên. Cái này chúng ta có thể cô chú anh chị mình có thể là tách ra cái mầm này ra. À, để khai thác cái mầm bên đây luôn cũng được. À, nhân giống là ngon lành đào luôn, rễ là đầy đủ hết đây, ngon lành. Đó. Cam lửa thuận. Đó. Rồi như vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là một số cái hình cây của cam lửa thuận và cây vàng đỏ nghịch không tên số 8. Thì cô chú anh chị nào mình chưa có mặt hoa nào trong bộ sưu tập thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại là số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. À, xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip bán hàng sau.